tình yêu đang xem livestream của Minsu nhá. Hôm nay em sẽ sale túi để giày cao gót dập sàn mới về luôn cho tình yêu nha. Tình yêu nào mà đang ở trong livestream thì chia sẻ ngay cái livestream mình giúp em nhá. Và đừng quên là tag bạn bè vào đây để săn hàng cùng em nhá. Túi giá ví bên em cực kỳ hot đây, túi ví hôm nay mới về luôn cho các tình yêu. Em chào chị Quyền Dâu để hôm nào cũng thấy chị Quyền Dâu vào trong livestream của em. Toàn những khách quen thôi, toàn những khách thân thuộc được vào trong livestream của em để săn hàng của em thôi. Em chào các tình yêu đang xem livestream của em nhá. Tình yêu nào đang ở trong livestream thì chia sẻ ngay cái livestream để giúp em. Và đừng quên là tag bạn bè vào đây để cùng săn hàng của em nhá. Hôm em like ví này, giày cao gót 3 phân gót vuông và giày cao gót 7 phân gót nhọn cho mình ạ. Em chào chị Lê Thương, em chào chị Hồ Hương này, em chào chị Yến Trần Hải này, em chào chị Vương Hương Vương này, em chào chị Huyền Huyền, em chào chị Kim Ngân, em chào chị Kiều Xu, em thấy rất nhiều chị đang xem livestream của em rồi ạ. Em chào chị Thắm Hồng này, em chào chị An Lâm, em chào chị Thị Huyền. Các tình yêu chia sẻ ngay cái livestream mình giúp em nhá, để mình cùng săn hàng các tình yêu ạ. Hàng hot và cực sốc luôn đấy. Em chào chị Phương Linh, em chào chị Hằng Hà Thị này, em chào chị Nghĩa Đào Bùi, em chào chị Lan Tím, em chào chị Gấu Trúc ạ. Hôm nay em có giày 3 phân gót vuông này, giày 7 phân gót nhọn này, ví mới về luôn, ví cực kỳ xinh và hot cho các tình yêu này. Da chất liệu da thì quá là mềm luôn các tình yêu nhá. Hôm nay em có cả giày bé cho các tình yêu luôn. Giá bao nhiêu ạ? Em đã thấy các chị yêu hỏi giá của em ví này quá là hot đúng không các tình yêu? Xinh cực kỳ luôn và em này da rất là mềm. Rất là để rất là nhiều đồ. Em chào chị Hằng Vũ, em chào chị Lữ Thanh Xuân này, em chào chị Loan Mỹ, em chào chị Hệ Thống Messenger. Các tình yêu chia sẻ ngay cái livestream mình giúp em đi nha. Shop của em có 5 cơ sở ở trên Hà Nội, các tình yêu vào trang fanpage thì các tình yêu xem địa chỉ giúp em nhá. Em chào chị Hạt Cát này. Hôm nay em không like sụp bệt, hôm nay em like giày bệt này, giày cao gót gót vuông 3 phân, giày cao gót gót nhọn 7 phân và ví nhá các tình yêu nhá. Trời ơi, ví này các tình yêu em phải dở trong bên trong, ở bên trong thì các tình yêu mới nhìn rõ được. Em này rất là rộng mà để được nhiều đồ nhá các tình yêu nhá. Em ví này để được rất là nhiều đồ và quá là nhiều ngăn cho các tình yêu luôn này. Các tình yêu này, ngăn này rất là nhiều ngăn này, ở trong này còn có cả ngăn kéo khóa cho mình để được những đồ, để những đồ quan trọng như tiền này, thẻ này và chứng minh nhân dân nhá mình, các chị yêu nhá. Đó, ở đây thì mình để được những cái như chẳng hạn như thẻ ATM này, thẻ thẻ gì nhỉ, thẻ vé xe này, và ở đây này mình để được rất là nhiều đồ nữa các tình yêu ạ. Nó có rất là nhiều ngăn và ở đây nó có cái khóa nữa này. Em tới chị Huyền Phạm nhá, hôm nay em không live bot cho các tình yêu, em giờ mở ví ở trong tình yêu gì này. Ví này có rất là nhiều công dụng, mình có thể gấp vào này, gấp vào thì mình chỉ nhìn này thôi. Nhưng mà ở đây mình giở cái này ra, còn nấc thì mình sẽ rộng như thế này luôn. Và các tình yêu để được rất là nhiều đồ luôn, rất là nhiều đồ. Ở đây mình có thể để ảnh này, để thẻ này các tình yêu nhá. Em ví này tại cửa hàng của Minsu bán với giá là 250.000. Và duy nhất trong livestream này em sale cho 4 chị trong livestream này. 400 chị trong livestream này em chỉ chọn cho 30 suất, nhanh tay comment và chia sẻ livestream để giúp em được mua với giá là 189.000 nhá các tình yêu nhá. 250.000 bán tại cửa hàng, sale trong livestream này chỉ còn 189.000 thôi các tình yêu ạ. Ví này là ví ví 176 nhá các tình yêu nhá. Em nhìn thấy chị Nguyễn Huyền, ví 176 rất là rộng luôn cho các tình yêu này, có cả ngăn kéo khóa cho các tình yêu luôn. Ví 176 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em luôn. Ở ngoài nó còn có khóa để các tình yêu có thể để luôn ở ngăn ngài ngoài này. Rất là rộng các tình yêu ạ, nó quá nhiều ngăn này. Ví 176 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Hôm nay em có 4 màu cho các tình yêu này, màu xanh này, màu cam, màu xanh, màu cam, màu đen và màu hồng nha các tình yêu nhá. Trên tay em đang cầm là màu hồng ạ. Ví 176 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Sale trực tiếp trong livestream này chỉ từ 250.000 xuống còn chỉ từ 189.000 thôi các tình yêu nhá. Chất liệu là da mịn, rất là mịn luôn, chất da đẹp và mịn nhá các tình yêu nhá. Yên tâm với em là khi mà mình nhận hàng về thì mình mới biết được cái chất liệu của em nó mịn như thế nào. Em không có màu đỏ, em có màu hồng này, màu xanh, đây là màu xanh ngọc nhá các tình yêu nhá. Đây là màu xanh ngọc này, đây màu xanh ngọc đấy các tình yêu nhá. Em dở màu xanh ngọc cho các tình yêu nhá. Xanh ngọc này, màu cam này, màu hồng, màu đen,
À, tình yêu comment giúp em là vi ví 176 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Bây giờ thì em bắt đầu chốt đơn cho tình yêu này. Ok chị Huyền Gold 189.000, ok chị Lữ Thanh Xuân 189.000, ok chị Loan Mỹ 189.000, ok chị Hồng Lê 189.000, ok chị Miền Cát Trắng 189.000 này, ok chị Thiên Bình 189.000, chị Quất Phương 189.000, chị Hoàng Tuyết 189.000, chị Nhung Cô 189.000, chị Thu Huyền 189.000, chị Ma Su 189.000, chị Titi 189.000, chị Nguyễn Huyền 189.000. Chị Quan Hồng để lại cho em xin số điện thoại đấy nhá. Ví này quá là mềm và da nó rất là mịn các tình yêu ạ. Ở thị trường với chất liệu da mịn này thì không dưới 300 đâu nhá các tình yêu nhá. Nhưng mà Minsu bán với giá là 250.000. Và trong livestream này em sale trực tiếp cho 30 chị nhanh tay comment và chia sẻ cái livestream này giúp em được mua với giá là 189.000 các tình yêu ạ. Quá là sốc luôn, có 4 màu cho các tình yêu lựa chọn thoải mái luôn. Ok em bắt đầu chốt đơn tiếp này. Ok chị Hiền Phạm 189.000, chị Cẩm Vân Đoàn 189.000, chị Vi Nguyễn 189.000, chị Phương Linh 189.000, chị Thu Huyền 189.000, chị An Duy 189.000, chị Sương Cá 189.000, chị Gia Min Min 189.000, chị Phạm Hoàn Ngọc 189.000 này, chị Hồ Hương 189.000, chị Nguyễn Ly 189.000, chị Sâu Chít 189.000 này, chị Hoàng Huệ 189.000, chị Vân Đoàn 189.000. Rất nhiều chị nha, các chị yêu nha, rất nhiều người muốn mua cái túi này nhưng mà không phải ai là cũng mua được với giá là 189.000 đâu các tình yêu ạ. Nên các tình yêu nhanh tay comment giúp em và chia sẻ ngay cái livestream mình giúp em để mình được mua với giá sale nha. Về giá sale và em ví này mới về và mới lên kệ của tạm Misu đi các tình yêu này. Rất là rộng, mình để được rất nhiều đồ. Em sâu màu xanh ngọc cho các tình yêu nhá. Ở đây mình có thể ngăn ngoài này, ngăn ngoài để được rất là nhiều đồ luôn. Nó khá là rộng luôn. Và những ngăn ở trong thì mình để được những thẻ như ATM này, ví tiền này, có cả kéo khóa cho mình nữa nhá các tình yêu. Ở đây có cả kéo khóa cho mình nữa này. Rất là nhiều ngăn luôn các tình yêu. Em chưa thấy cái ví nào nó nhiều ngăn và nhiều tác dụng như thế này luôn. Ok bây giờ em bắt đầu lên đơn tiếp cho chị Hoàng 189.000, chị Đặng Hương 189.000 này, chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết 189.000, em sẽ sâu từng màu cho các tình yêu nhá. Chị Lê Thảo 189.000 này, màu đen đây nha các tình yêu nhá, màu đen đây ạ. Tại cửa hàng của Misu bán với giá là 250.000 em xin lỗi. Và trong cái livestream này các tình yêu được mua với giá là 189.000, quá là sốc luôn. Và các tình yêu nhanh tay comment giúp em là ví 176 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em, có 4 màu này, màu hồng này, màu hồng, màu cam, màu xanh ngọc nha các tình yêu nhá. Đây là màu xanh ngọc và màu đen nha các tình yêu nhá. Em sâu màu đen cho các tình yêu nhìn nhá. Quá là nhiều ngăn này các tình yêu. Những chiếc ví bình thường này thì nó chỉ có ngăn như thế này đúng không các tình yêu, và nó có khóa như này, nhưng mà ở đây ví này đặc biệt là nó có rất là nhiều ngăn này, thêm cả 3 ngăn ở đây nữa này, và có cả ngăn ở ngoài nữa cho mình để rất là nhiều đồ luôn. Cái ngăn này khá là rộng nha các tình yêu, quá là rộng luôn. 189.000 cho các tình yêu nhanh tay comment và chia sẻ livestream với giúp em. Ví 176 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Chị yêu nào mà không comment đủ cú pháp, đủ số điện thoại thì mình sẽ không được săn sale đâu nha các tình yêu nhá. Ví rất là tiện, mình cầm tay đi chơi đều tiện hết nhá các tình yêu. Rất là nhiều chức năng. Và trong cái livestream này em sale thì quá là sốc luôn. Thời gian thì không còn nhiều và số lượng thì là có hạn. Nên các tình yêu nhanh tay comment giúp em nhá. Bây giờ ok, bây giờ em bắt đầu chốt đơn tiếp cho chị Hồng Anh Nguyễn 189.000, chị Nguyễn Thị Hồng Phương 189.000, chị Hoàng Hàng em chốt đơn cho mình ở trên rồi, chị Nga Nguyễn 189.000, chị Thùy Chi Hoàng 189.000, chị Hoa Nguyễn 189.000, chị Thủy Vũ 189.000, các tình yêu nhanh tay comment giúp em nhá. Ví 176 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em này, màu đen này, màu đen cho ví 176, màu hồng này, màu cam và màu xanh ngọc nha các tình yêu nhá. Ok chị Hạnh Hồng 189.000, chị Bé Tí Dương 189.000 này, chị Trương Dung 189.000 này. Mua 5 cái thì mỗi cái vẫn là 189.000 nha các tình yêu nhá. Đặt luôn trong livestream này thì mình đã được mua với giá rất là ưu đãi rồi. Vì là khi bên em live bắt đầu phát trực tiếp là các chị yêu biết rồi đúng không ạ?
như livestream như là một cách tri ân khách hàng, và khách hàng ở trong livestream sẽ được mua với giá như kiểu là bán sỉ với các tình yêu. Nên các tình yêu mua đặt ở trong livestream thì đã được ưu đãi với cái giá rất là ưu đãi rồi các tình yêu nhá. Ok, chị Thu Hà 189.000 này, chị Phương Dung 189.000, chị Sương Sương 189.000, chị Trương Dung 189.000, chị Phạm Nga 189.000. Rất nhiều chị comment rồi, và các tình yêu nhá, em chỉ còn số lượng có hạn, nên các tình yêu nhanh tay comment và chốt ngay cho em cái ví này, quá là sang chảnh. Và nó đựng được rất là nhiều đồ, rất là nhiều chức năng. Và da của em nó thì quá là mịn và đẹp luôn các tình yêu ạ. Chất da của nó thì em đảm bảo cam kết các tình yêu là quá đẹp và cá mịn luôn. Ok, chị Hạ Trắng 189.000 này, chị Yến Đặng 189.000, chị Phạm Thị Kim Liên 189.000, chị Bé Ngô 189.000, chị Châu S 189.000, chị Phạm Thị Nhung 189.000, chị Linh Huế Hiệu, để lại cho em xin số điện thoại đấy nhá. Mình thiếu số điện thoại rồi ạ. Ví ship thì các chị inbox vào fanpage giúp em để nhân viên bên em sẽ hỗ trợ và tư vấn cho mình nhá. Ok, chị An Bình 189.000, chị Hoa Nguyễn 189.000, chị Thanh Thủy 189.000 này, chị Hoàng Thị Phương Liên, để lại cho em xin số điện thoại đấy nhá. Chị Bích Vân Nguyễn 189.000. Trời ơi, em của nó quá là mịn và mượt luôn các tình yêu ạ. Chất liệu của da của em nó quá là mịn và mượt luôn. Hôm nay em có like giày cho mình, giày cao gót 3 phân gót vuông, giày cao gót 7 phân gót nhọn và giày bẹt cho mình nữa nhá các tình yêu nhá. Và giày em này là em này quá là cao cấp luôn. Hôm nay em có like cả hàng cao cấp này. Giày bẹt cho mình luôn. Ok, chị Thanh Hà Thị 189.000. Các tình yêu có thắc mắc gì thì cứ inbox fanpage thì các bạn nhân viên sẽ hỗ trợ cho mình nhá. Ok, chị Hoa Vũ Thị 189.000. Điện thoại iPhone để thoải mái luôn các tình yêu nhá. Điện thoại iPhone Plus rồi là điện thoại Oppo các thứ để thoải mái luôn các tình yêu ạ. Đó, em được điện thoại cho các tình yêu nhìn nhá. Ok, chị Thúy Đỗ 189.000 này. Hôm nay em không like sụp nha các tình yêu nhá. Em để điện thoại thoải mái luôn các tình yêu ạ. Mà nó rất là nhiều ngăn nên mình để được rất là nhiều đồ. Yên tâm với các tình yêu là yên tâm với các tình yêu, yên tâm với em mà để được rất là nhiều đồ luôn. Và đây là một cái thiết ký ví nó cực kỳ là đặc biệt. Ở ngoài cũng có ngăn khóa, ở trong có rất là nhiều ngăn cho mình, có cả khóa luôn cho các tình yêu nhá. 189.000 cho em ví 176 này thôi. Ví 176 nha các tình yêu nhá. Có xanh ngọc đây ạ, xanh ngọc đây nha các tình yêu nhá. Ví xanh ngọc này, ví màu cam này, ví màu hồng này và ví màu đen cho các tình yêu. Ok, chị Thị Truyền Trần 189.000, chị Trung Trần Thị Hồng 189.000. Em thấy chị Ngân Ngân nha các tình yêu nhá. Chị các tình yêu comment giúp em là VM ví 176 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em. Ví 176 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em. Samsung đều vừa hết nhá các tình yêu vì nó quá là rộng luôn các tình yêu nhá. Quá là rộng luôn. Ok, chị Hồng Hà 189.000, ok chị Điêu Luyện 189.000. Và bây giờ thì em chuẩn bị lên một mẫu giày gót vuông 3 phân cho các tình yêu này. Chị ok, chị Tuyết Võ 189.000. Các tình yêu đừng quên chia sẻ cái livestream này giúp em nhá. Mình mà comment đủ cú pháp và đủ cú pháp như là ví 176 cầm kèm màu kèm số điện thoại rồi, nhưng mà mình quên không chia sẻ là nhân viên bên em thì hệ thống bên em sẽ loại trừ những người chưa chia sẻ nhé các tình yêu nhé. Đây là ví nhé các tình yêu, không phải túi, nên mình cầm tay thôi, mình cầm tay và mình để vào trong túi. Ok, chị Đặng Diệu 189.000, chị Tuyết Mùa Hè 189.000, chị Thúy Còi để lại cho em xin số điện thoại đấy nhở. Hôm nay em live B317 cho các tình yêu nhá. Hôm nay em có live B317 cho chị Ngân Ngân này. Tất cả các tình yêu hôm nay ở đây em có live B317 nhá. Rất nhiều tình yêu đang săn chờ em B317 đó. Hôm nay em có live B317 cho các tình yêu luôn. Hôm nay em có live B317 và giày cao gót 3 phân gót vuông này, giày cao gót 7 phân gót nhọn. Cực kỳ là mềm cho các tình yêu luôn. Trời ơi, quá là mềm luôn. Chất da bên mình được gọi là tuyệt vời. Ví 189.000 chỉ sale trực tiếp trong livestream này cho các tình yêu nhá. Khi mà em tắt livestream này thì các tình yêu lại mua với giá là 250.000 giúp em tại cửa hàng. Và cái chất liệu ví của bên em ấy thì các tình yêu khỏi phải bàn. Chất liệu ở ngoài như chiếc ví như thế này thì không dưới 350.000 các tình yêu nhá. Và hiện tại Minsu bán với giá là 250.000 và tại cửa hàng của Minsu bán với giá là 250.000. Và trong livestream này em sale trực tiếp cho những chị comment đủ cú pháp và chia sẻ cái livestream này giúp em với giá là 189.000 nhá các tình yêu nhá. Quá sốc luôn, trời ơi giá hôm nay sale với giá này quá là sốc luôn các tình yêu nhá. Không quên chưa chia sẻ rồi. Các tình yêu nhớ là chia sẻ ngay cái livestream này giúp em. Và bây giờ em xuống cái mẫu ví này, em lên một mẫu giày cao gót 3 phân nữa các tình yêu nhá.
em xuống cái mẫu này này và em lên một mẫu ba phân nữ tình yêu. Ví lại cầm tay đi chơi đều được các tình yêu ạ. Trời ơi mềm dã man luôn các tình yêu nhá. Mềm lắm đấy các tình yêu ạ. Bây giờ em xuống mẫu ví này cho các tình yêu nhá. Em sâu lại cho các tình yêu lại một lần nữa này. Có màu hồng này, màu cam này, màu xanh và màu đen cho các tình yêu nên thoải mái lựa chọn cho em. Và mã của em nói là ví 176 kèm màu cầm size và số điện thoại giúp em để được săn với giá là 189.000 nha các tình yêu nhá. Ví 176 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em ngay bây giờ đi ạ. Anh yêu anh, trao chị số lượng ví này còn nhiều. Ví 176. Ví 176 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em. Các tình yêu cứ comment đủ cú pháp và mình có thể ra tại cơ sở của Misu nhé. 5 cơ sở của Misu, tình yêu nào gần cơ sở nào thì qua đấy lấy giúp em nha. Tổng cộng có 20 nhưng ở cửa hàng có 4. Bây giờ em mở lại cho các tình yêu nhìn nhá, rất là rộng và ở đây nó có rất là nhiều ngăn các tình yêu này. Ví bình thường thì nó chỉ có những cái ngăn như này và có khóa như này thôi, nhưng mà em này đặc biệt một cái là ở đây ngoài nó có cả ngăn ngoài này các tình yêu nhá. Và mở cái ngăn này bên ra thì mình để được rất là nhiều đồ ở trong này các tình yêu nhá. Ở đây thì mình để thẻ này, hoặc là đi siêu thị mình để những cái thẻ của siêu thị này. Và ở đây thì mình để được rất là nhiều đồ những tình yêu, ngăn ở ngoài có kéo khóa mình để được rất là nhiều đồ những tình yêu nhá. Ví 176 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em, cho em ví 176 này với giá là 189.000 nhé các tình yêu nhé. Chất liệu của em nó quá là mềm luôn các tình yêu nhé. Ở Hà Tĩnh em không có cơ sở đâu ạ. Chị yêu nào mà ở xa ấy thì inbox fanpage thì các bạn nhân viên sẽ lên đơn chốt đơn và gửi hàng cho mình về tại nhà mình luôn nhé các tình yêu nhé. Bây giờ thì em xuống xin phép được xuống cái mẫu ví này nhá, nó quá hot luôn, quá là nhiều chị đặt rồi và số lượng của bên em thì chỉ có hạn thôi. Nên bây giờ em xin phép được xuống cái mẫu ví này và em lên một mẫu giày 3 phân gót vuông cho mình nhá. Em lên một mẫu giày gót vuông cho mình này. Trời ơi các tình yêu này có đoán ra em này là em nào không ạ? Em này mới về cho các tình yêu luôn. Tí nữa em sẽ lên gót nhọn 7 phân cho mình và gót nhọn 8 phân cho mình luôn các tình yêu nhá. Chất liệu da thì mềm sụn luôn, mềm như bún ít các tình yêu ạ. Em đăng lên là em V154 nhá các tình yêu nhá. Mũi nhọn này các tình yêu, V154 mũi nhọn. Chất liệu là da mịn và em này thì đi rất là êm luôn. Vì sao? Vì nó 3 phân rất là dễ đi. Mình đi như kiểu đi bệt thôi chứ không phải là đi giày cao gót 3 phân nữa đâu các tình yêu nhá. Và chất liệu của nó thì quá là mềm luôn các tình yêu nhìn này. Đấy, em này cực kỳ là dễ đi. Mùa đông này mình mà muốn đi những cái đôi nào tầm 3 phân ấy thì mình chỉ lấy những cái đôi thì mình lấy ngay cho em đôi này nhá. Và hôm nay em sale sốc đôi này cho các tình yêu luôn. Em này và mã là V1 và em này là V154 và em bật mí cho hơn 400 chị ở trong livestream này, em chỉ sale V154 này với 20 suất với giá sốc được các tình yêu nhá. Em V154 này em chỉ sale đúng giá sốc là cho đúng 20 chị nhanh tay comment và chia sẻ livestream giúp em với giá sốc được nhá các tình yêu nhá. Em không từ chị thứ 21 trở đi lại mua với giá tại cửa hàng là 340.000 giúp em. Và giá hôm nay cái em V154 này chỉ đầu 2 thôi các tình yêu nhá. Chị Thúy Nguyễn ơi, chị comment để lại cho em xin số điện thoại đấy nhá. Các tình yêu đừng quên để lại cho em xin số điện thoại ạ. Đừng quên để lại cho em xin số điện thoại. Và em này em có đến tận 39 cho các tình yêu luôn. Đủ size cho mình từ 35 đến 39 này các tình yêu này. V154 có màu đồng, V154 có cả màu đen cho các tình yêu nhá. Màu đồng lên thì cực kỳ là sáng chân. Và em này em sale trực tiếp trong livestream này cực kỳ là sốc luôn các tình yêu nhá. Tại cửa hàng của Misu bán với giá là 340 và hôm nay em sale cho các tình yêu chỉ còn 289.000 thôi. À em nhầm, xin lỗi, tại cửa hàng của Misu bán là 370 các tình yêu nhá. Em chỉ có đến 39 thôi ạ. Từ 35 đến 39 nhá các tình yêu nhá. V154 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em có hai màu này, màu đen và màu đồng nhá các tình yêu nhá. Màu đồng lên thì cực kỳ là sang và sáng chân này. Đó, màu đồng lên bật hẳn tông luôn các tình yêu nhá. Nên mình đi đôi này thì quá là sang chảnh luôn. 3 phân cho em V154 này nhá các tình yêu nhá. V154 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em chỉ sale cho đúng 20 suất thôi nhá. 20 suất comment và chia sẻ cái livestream này giúp em ạ. V154 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Ví là 189.000 nha các tình yêu nhá.
Em này cao 3 phân để các tình yêu đế chống trơn xước cho mình đi thoải mái, không sợ trơn xước một chút nào. Và chất liệu da mịn của em nó thì phải khỏi phải bàn với các tình yêu nhá. Nhanh tay comment và chia sẻ cái livestream này giúp em. Comment giúp em là V154 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Đừng quên để lại cho em số điện thoại nhé các tình yêu nhá. V154 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại giúp em này. Bây giờ em bắt đầu chốt đơn cho mình nhá. Em chỉ sale đúng 20 suất thôi. Nên các tình yêu nào được em gọi tên thì mình sẽ được mua với giá là 289.000 nhá các tình yêu nhá. Các tình yêu nào mà sau chậm chân một chút ấy, thì mình sẽ lại mua với giá gốc giúp em ạ. Vì trong livestream này em bán với giá cực kỳ là ưu đãi rồi ạ. Chị Lê Dung để lại cho em xin số điện thoại. Và bây giờ em xin phép được chốt đơn cho em V154 này nhá các tình yêu nhá. Ok, chị Quỳnh Như V154 với giá là 289.000. Chị Thúy Tuấn 289.000. Chị Vân Thùy 289.000 này. Chị Ngọc Vũ để lại cho em xin số điện thoại. Chị Vân Thùy 289.000. Chị Lê Dung để lại cho em xin số điện thoại này. Chị Trâm Phan 289.000. Chị Tuyết Trần 289.000. Chị Ngọc Vũ 289.000 nhá các tình yêu nhá. Mua em nào. Em chào anh Chiến. 289.000 cho một em. Trời ơi, da mịn quá luôn. Em này 3 phân nhá, tình yêu rất là dễ đi. Nhưng kiểu mình đi bẹt thôi nhưng mà mình còn ăn da tầm 3 phân nhá tình yêu nhá. Em này chuẩn 3 phân cho mình này. Đế chống sơn trước mình đi thoải mái cho em nhá. Đế chống sơn trước mà đi thoải mái cho em. Và có hai màu đồng và màu đen, đủ size cho mình từ 35 đến 39 được không ạ? Ok, em chốt đơn tiếp cho chị Hiền Trường 289.000. Ok, chị Đinh Giang 289.000. Em còn 10 suất nữa được mua với giá là 289.000. Nên các tình yêu nhanh tay comment và chia sẻ cái livestream với tụi em đi nha. Ok, chị Hoàng Nguyễn 289.000. Màu đồng lên rất là sang chân nhá các tình yêu nhá. Màu đồng cực kỳ là sang, kiểu hoàng gia ấy các tình yêu. Chị Gia Minh Hằng để lại cho em xin số điện thoại đấy nhá. Đừng quên là để lại cho em xin số điện thoại. Comment ngay giúp em là V154 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Đủ size từ 35 đến 39 nhé các tình yêu nhá. Đó, các tình yêu nào mà chậm tay một chút thì mình lại mua với giá gốc giúp em nhé. Các tình yêu đừng quên chia sẻ cái livestream mình giúp em nhé. Vì việc chia sẻ là đi đôi với việc mình được săn hàng, được không ạ? Mình được mua với giá xỉ. Có giày bệt khoảng 3 phân không bạn? Giày bệt khoảng 3 phân em có nhá. Chị Thơm Hoàng với inbox fanpage thì các bạn nhân viên sẽ tư vấn cho mình. Ví là 189.000 nhá các tình yêu nhá. Ví là 189.000. Các tình yêu mà vào sau mà ứng em ví thì comment giúp em là ví 176 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Ví đây có 4 màu chứ các tình yêu nhìn nó rõ chưa ạ? Ok, chị Hoài Phương 289.000 em xin lỗi. Chị Lê Dung 289.000, em còn 8 suất nữa được mua với giá là 289.000 nha các tình yêu nhá. Quát vuông mình đi thoải mái, không đau chân một chút nào luôn. Không đau chân một chút nào luôn các tình yêu ạ. Chất liệu da mịn bên em đi quá là thoải mái luôn, mình đi thoải mái nhá. Để gót đồng ở gót chống trơn xước mình đi thoải mái cho em này. Cái gót này nó còn vát cho mình nhá, nó cũng không phải là vuông chằn chặn đâu ạ. Nó vát cho mình nên cảm giác mình đi thon chân rất là nhiều. Hiện tại thì em không đi thử được đấy các tình yêu, thông cảm cho em nhá. Hiện tại thì em chỉ sâu như này thôi. Hôm nay em không sale K30 nha các tình yêu nhá. Em sale V154 này quá là xinh luôn, quá là yêu luôn, đủ size cho mình từ 35 đến 39 cho các tình yêu luôn. Chị Hiền Trường để lại cho em xin số điện thoại nhá. Mình thiếu số điện thoại rồi đấy ạ. Ok, chị Hoài Phương 289.000 cho em V154 này. Quá là hot luôn, trời ơi mềm dã man đấy các tình yêu ạ. V154 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại giúp em. Cho em cao gót 3 phân này nhá các tình yêu nhá. Các tình yêu đừng quên là chia sẻ và tag bạn bè vào đây để xem cùng xem livestream với em nhé. Gót này là gót vuông và mũi nhọn nhé các tình yêu ạ. Mũi nhọn mình đi cảm giác thanh chân rất là nhiều. Có hai màu, màu đen và màu đồng các tình yêu này. Màu đồng lên cực kỳ là sang chảnh và sáng chân, bật tông hẳn luôn cho mình luôn các tình yêu nhá. V154 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Đủ size từ 35 đến 39 cho hai màu, màu đen và màu đồng các tình yêu nhá. Em chỉ còn tầm 8 suất nữa được sale với giá 289.000 thôi các tình yêu ạ. Chất liệu da mịn như thế này ở ngoài thị trường không dưới 350 nhá các tình yêu nhá. Tại cửa hàng của Misu thì bán với giá là 340.000. Nhưng mà tại trong livestream này em sale cực sốc luôn, chỉ còn 289.000 thôi ạ. Ok, chị Trần Hương Giang 289.000. Bây giờ thì em chuẩn bị xuống mẫu này và em lên một mẫu cao gót cao cấp này. Cao cấp 7 phân, không, em này phải 8 phân cho mình nhá các tình yêu nhá, gót đũa cho mình.
anh các tình yêu mà vào sau mà ưng em này thì comment ngay giúp em đi, đừng chần chờ, đừng chần chừ gì nữa, vì em này em sale chỉ có hạn thôi, đúng 20 suất thôi nha các tình yêu nhá. V154 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em. Ok chị Nhi Phan 289.000, ok chị Trần Hương Giang 289.000 này. Hôm nay không like đẹp đá bẹt những tình yêu nhá. Bây giờ em chuẩn bị lên một mẫu mới cực kỳ là hot và nó là hàng cao cấp nhá các tình yêu nhá, hàng cao cấp của bên em nên các tình yêu yên tâm. Quá là xuất sắc luôn. Hôm nay em không like D337 đâu các tình yêu nhá. Em này cao 3 phân này các tình yêu này, cao 3 phân này. Cao 3 phân và cái gót của nó chống sơn xước nên mình đi thoải mái cho em. Đi thoải mái cho em không bị đau chân một chút nào luôn. Da mịn mình đi thoải mái nha các tình yêu nhá. Hôm nay không like bốt đâu các tình yêu nhá. Trời chưa lạnh thì em chưa lên bốt. Bao giờ lạnh thì các tình yêu sẽ lấy thấy em like bốt. Bây giờ em xuống mẫu này và em lên một mẫu giày cao gót. Giày cao gót, gót đũa này cao tầm 8 phân. Và đây là một hàng cao cấp cho các tình yêu luôn. Hàng cao cấp khỏi phải miễn bàn các tình yêu nhá. Trời ơi quá xinh luôn, da bóng chất liệu, da bóng quá xinh luôn này các tình yêu nhá. V154 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em cho em 3 phân này nhá. Trời ơi xinh quá. Em này xinh quá các tình yêu nhá. Đủ size mình từ 35 đến 39 luôn. Màu đồng cũng xinh mà màu đen thì basic rồi, phải nói rồi, màu đồng rất là xinh này các tình yêu. Đi màu đồng thì mình lên bật thẳng tông chân của mình luôn ấy ạ. Bây giờ em xuống cái mẫu V154 này nhá các tình yêu nhá. Tình yêu nào vào sau ấy thì comment giúp em là V154 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em để được mua với giá là 289.000 nhá các tình yêu nhá. Đôi này chất liệu như thế này ngoài thị trường thì không dưới 350 đâu nhá các tình yêu nhá. Không dưới 350 phải đến 380 ấy ạ. Chứ không phải là giá là 340 như của Misu đâu các tình yêu nhá. Em sâu lại cho các tình yêu nhìn lại một lần nữa này. Em này 3 phân rất là dễ đi. Mình đi mình tặng thầy cô giáo này hoặc là mình đi tặng mẹ hoặc là mình đi rất là êm luôn. Vì em này 3 phân thì rất là dễ đi nhá các tình yêu nhá. Em 3 phân thì rất là dễ đi này. Đó. Các tình yêu có nhìn rõ không ạ? Em sâu lại một lần nữa cho các tình yêu nhìn và các tình yêu chốt giúp em trong livestream này nhá. Khi mà em tắt livestream thì các tình yêu lại mua với giá là 340.000 giúp em nhá. Bây giờ em lên một em cao cấp, giày cao gót cao cấp cho các tình yêu nhìn này. Giày cao gót cao cấp cho các tình yêu nhìn nhá. Các tình yêu nhìn này có xinh không? Đây là màu gì các tình yêu biết không ạ? Màu nó là kiểu màu hồng phấn. Nhưng mà không phải là dạng như màu hồng phấn, nhưng mà không phải màu hồng phấn mà là màu đặc biệt. Màu đen thì rất là basic rồi đấy các tình yêu, nhìn các tình yêu nào mua em này các tình yêu nhớ ra đây là mã gì không hả các tình yêu. Trời ơi hàng cao cấp của bên Misu này các tình yêu, nhìn cái gót của nó đã biết là quá là xinh luôn rồi các tình yêu. Gót của nó quá là xịn luôn, sang chảnh cực kỳ luôn các tình yêu, nhìn gót của nó này, cái gót đũa của em nó cực kỳ là sang chảnh luôn nha các tình yêu nhá. Gót đũa này em này cao 8 phân nha các tình yêu nhá, khoa khoảng tầm 8 phân này. 8 phân là một cái chiều cao rất là cao, hợp lý để mình đi chơi, mình đi làm này, hoặc là mình đi đám cưới đều rất là hợp lý các tình yêu ạ. Và hôm nay cái em C46 hàng cao cấp này em chỉ sale đúng 10 đôi cho hai màu này thôi. Nếu các tình yêu là nhanh tay comment thì được, chậm tay thì thôi nhá. Ví là V176 nhá các tình yêu nhá. Ví là V176 với giá là 189.000 các tình yêu ạ. Ví 176 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em 4 màu này, màu hồng này, màu cam này, màu xanh ngọc này và màu đen nha các tình yêu nhá. 189.000 quá là sốc luôn các tình yêu nhá. Hà Nam đã chia sẻ video 3 phân là em V154 nha các tình yêu nhá. V154 là 3 phân này các tình yêu, em sâu lại cho các tình yêu này có cả màu đen, màu đồng cho mình nhá. V154 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em cho em 3 phân này nhá các tình yêu nhá. Mờ quá các tình yêu, nhìn thấy em có rõ không ạ? Các tình yêu có nhìn livestream có rõ không ạ? Và bây giờ em lên một mẫu cao cấp này các tình yêu ơi. Các tình yêu nhìn hàng cao cấp này, da của nó bóng chưa? Bóng quá là bóng luôn. Và trời ơi em này là một hàng chất liệu quá là xịn. Bên em này hàng cao cấp thì các tình yêu phải biết rồi đúng không ạ? Và hàng cao cấp thì cũng sale luôn cho các tình yêu. Hàng nào thì cũng sale luôn cho các tình yêu trong livestream này nhé các tình yêu nhá. Em này mã là C46, hàng cao cấp gót đũa này cao tầm 8 phân cho các tình yêu. Đôi em đang cầm là màu hồng nha các tình yêu nhá. Em đen này cũng tăng cao tầm 8 phân này. Em C46 này em có hai màu cho các tình yêu là màu hồng và màu đen.
Và hôm nay em sale trực tiếp trong cái live stream này giá rất là sốc nhá các tình yêu nhá. Hàng cao cấp mà cũng sale luôn, sale sốc luôn nhá các tình yêu nhá. V154 là em sale là 289.000 nhá các tình yêu nhá. V154 là 289.000. Đó, các tình yêu nhìn hàng cao cấp này. C46 C46 này em có bạ hai màu này, màu hồng và màu đen cho các tình yêu nhìn nhá. Màu hồng và màu đen, và hôm nay em sale trực tiếp trong livestream này giá cực kỳ là sốc này. Tại cửa hàng của em nó, em tại cửa hàng của Minsu bán em này với giá là 450.000 nhá các tình yêu nhá. Và trong cái livestream này em sale đúng 10 suất duy nhất cho hai màu này với giá là 359.000 nhá các tình yêu nhá. 359.000 cho một em da em cao cấp da bóng này. Cực kỳ là xinh luôn các tình yêu ạ. Các tình yêu phải nhận hàng mới biết ở ngoài nó xinh như nào. Màu hồng này ở ngoài thì cực kỳ là sang chảnh luôn các tình yêu ạ. Màu đen thì bóng láng luôn đấy các tình yêu nhá. Các tình yêu đừng chần chừ mà không comment. Và cái em này em chỉ sale đúng 10 suất như thôi, nên các tình yêu nhanh tay comment giúp em là C46 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em để được chốt ngay trong cái livestream này, được mua với giá là 359.000 nhá các tình yêu nhá. Khi mà em tắt cái livestream này thì các tình yêu lại mua với giá là 450.000 nhá các tình yêu nhá. Hàng cao cấp đúng không ạ? Đây là một em cả hàng cao cấp, em xin nhắc lại là một em hàng cao cấp cót nhọn. Cót đũa nhá các tình yêu nhá. Cót đũa quá là sang chảnh luôn, da bóng cực kỳ là sang chảnh luôn. Và hôm nay em chỉ sale đúng 10 suất thôi, những các tình yêu nhanh tay comment và chia sẻ ngay cái livestream này giúp em. Vì em sale từ đầu rồi nha các tình yêu nhá. Ok, bây giờ em bắt đầu chốt đơn cho các tình yêu em C46 hàng cao cấp này này. Chị Đỗ và Bay để lại cho em xin số điện thoại nhá. Ok, chị Mai Anh 259.000 này. Chị Hoàng Quỳnh Như 259.000. Chị Tạ Thị Tươi Tươi 259.000 này. Chị Lric Nguyễn để lại cho em xin số điện thoại nhá. Em có đủ size mình từ 35 đến 38 cho hai màu này, màu hồng và màu đen nha các tình yêu, hàng cao cấp khỏi phải bàn. Em này mà đi đám cưới thì gọi là phê luôn các tình yêu ạ, quá là xinh và sang chảnh luôn các tình yêu nhá. C46 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em ngay bây giờ này. Ok, chị Lric Nguyễn này 359.000 này. Ok, chị Hoàng Quỳnh Như 359.000. Ok, chị Quách Bảo Yến 259.000. Các tình yêu nào mà xuyên đi hàng cao cấp ấy ạ thì mình biết rồi đúng không ạ? Chất của nó thì gọi là quá là tuyệt vời, trên cả tuyệt vời luôn đấy các tình yêu. Em cao cấp này quá là phê luôn, đi cực kỳ là phê và sang chảnh nha các tình yêu. Cót đũa chứ không phải cót nhọn, cót đũa mà mình đi rất là thanh mảnh, thanh chân và thanh nhạc cực kỳ là luôn. Ok, chị Venvo 359.000. Ok, chị Anh Đào Serena 259.000. Ok, chị Phạm Linh Linh 359.000 này. 359.000 cho cái em rời cao cấp này thôi các tình yêu ạ. Quá là sang chảnh luôn, em này cao 8 phân nha các tình yêu nhá. 359.000 nha các tình yêu nhá. 359.000 cho em giày cao cấp này. Ok, chị Ngọc Vũ 359.000. Ok, chị Hương Nguyễn 359.000 này. Tí nữa em sẽ lên một mẫu bệt B317 cho các tình yêu nhá. Ok, chị Võ Thị Hà 359.000, cao tầm 8 phân nha các tình yêu nhá. Cót đũa cao 8 phân. Cót đũa cao 8 phân luôn thì các tình yêu sang chảnh thật sự. Da mềm nha các tình yêu, da bóng nhưng mà cực kỳ là mềm. Và thứ nhất là nó rất là sang chảnh. Thứ hai nó là hàng cao cấp nên các tình yêu yên tâm với em, đây là hàng cao cấp. 359.000 nha các tình yêu nhá. Không phải 259.000 đâu ạ. Ok, chị Lê Lan 359.000. Ok, chị Phương Nguyễn 359.000. Các tình yêu comment và chia sẻ cái livestream này giúp em để mình được mua với giá là 359.000 nha các tình yêu nhá. Hàng cao cấp mã là C46 nha các tình yêu nhá. C46 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Hai màu hồng và màu đen, có đủ xanh này từ 35 đến 38 cho em gót đũa 8 phân này nha các tình yêu nhá. Trời ơi, phê lắm, đi em này quá là phê và gọi là sang chảnh luôn đi các tình yêu ạ. Hôm nay em lại vừa like túi like ví rồi các tình yêu nhá. 8 phân nha các tình yêu, 8 phân màu hồng và màu đen này. 359.000, quá là sang chảnh luôn, quá là sang chảnh luôn. Ok, chị Phạm Thị Tươi Tươi nhá. Màu đen và màu hồng các tình yêu mua màu nào cũng cực kỳ là sang chảnh luôn. Hàng cao cấp nhá các tình yêu, nhớ với em là hàng cao cấp chứ không phải là hàng bình thường đâu nha các tình yêu. Hàng cao cấp ạ. Hàng cao cấp mãi là C46 kèm màu, kèm size và số điện thoại giúp em để mua cái em này. Trời ơi, em này đi đám cưới thì quá là sang chảnh luôn các tình yêu ạ. Cao 8 phân gót đũa này. Các tình yêu nhìn form giày của nó đã biết là hàng cao cấp đúng không các tình yêu. Hàng cao cấp gót đũa này quá là xinh luôn.
Đó, em đang cầm là màu hồng nha các tình yêu nhá. Màu hồng này xinh lắm các tình yêu. Các tình yêu mình nhận em này hút lên là nó quá là xinh. Bây giờ thì em xuống với mẫu 359 ngày. Nhìn này, em lên một cái mẫu giày cao gót 7 phân cho các tình yêu nhá. Giày cao gót 7 phân cho các tình yêu nhìn. Em chuyển mẫu này nhá, em chuyển cái mẫu 8 phân cao cấp này nhá các tình yêu nhá. Các tình yêu nào vào sau ấy mà thích em ra bóng hàng cao cấp này thì comment giúp em là C46 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em để được mua với giá là 359.000 nha các tình yêu nhá. Các tình yêu nào không đặt trong livestream này mà ra tại cửa hàng mua ấy, thì lại mua với giá là 450.000 giúp em ạ. 359.000 này các tình yêu. Bây giờ em lên một mẫu thờ da này. Vâng, hai màu nha các tình yêu nhá, màu hồng và màu đen. Bây giờ em xuống mẫu này và em lên một mẫu giày da mịn như da em bé, mịn như da em bé luôn. Trời ơi, em này mịn như da em bé luôn này các tình yêu này. Em này thì mịn như da em bé luôn. Cái đôi vừa rồi thì em lại không có màu trắng nữa tình yêu. Màu hồng thì nó đi rất là sang chảnh và nó rất là dễ phối đồ, chứ nó không phải là như màu hồng đậm, hồng cánh sen hay gì đâu ạ. Nên mình đi rất là dễ phối đồ nhá tình yêu nhá. Mã của em vừa rồi là C46. Em có đủ size mình từ 35 đến 36 và hàng cao cấp tại cửa hàng của Misu bán với giá là 450.000. Cái em C46 vừa rồi em sale chỉ còn 359.000 thôi các tình yêu nhá. Nên các tình yêu ưng thì comment giúp em là C46 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Mình để mình được mua về giá sale nha các tình yêu nhá. Da bóng màu trắng này em không có đâu, màu hồng ấy, màu hồng thì còn sang chảnh hơn nha các tình yêu. Hôm nay em không sale một V133 nha các tình yêu. Em lên một mẫu mã mới cho các tình yêu này. Em này là em D330, chất liệu là da mịn. Chất liệu là da mịn. Và nó quá là mịn luôn các tình yêu ạ. Em này phải gọi là da này như kiểu da em bé luôn, vì nó quá là mềm luôn các tình yêu nhìn này. Đó các tình yêu nhìn nhá, ở trong nó còn lót đệm cho mình. Ở trong còn lót đệm cho mình đi rất là êm luôn. Em này thì cao 7 phân nha các tình yêu. Gót nhọn cao 7 phân và em có 3 màu này. 3 màu, màu đen, màu đỏ và màu bò cho mình. Đây để em sâu cho các tình yêu nhìn. Màu đen, màu bò và màu đỏ cho mình. Màu đỏ đi rất là nổi chân này. Và màu đen thì quá là basic rồi. Màu đen thì hiện tại em còn size từ 35, ba màu đen còn đủ size cho mình từ 35 đến 38. Và chất liệu da của em nó thì quá là mềm luôn. Mềm luôn như các tình yêu ạ. Các tình yêu phải nhận hàng về thì mới biết cái em D330 phải nó mềm như thế nào nha các tình yêu nhá. D330 này các tình yêu. Và hôm nay em chỉ sale đúng 20 suất cho các tình yêu nào nhanh tay comment và chia sẻ cái livestream để giúp em thì được mua với giá sốc cho nha các tình yêu nhá. D330 tại cửa hàng của Misu bán với giá là 340.000. Và trong livestream này em chỉ sale 3 màu này đúng 20 suất cho các tình yêu với giá là 275.000 thôi các tình yêu nhá. Chất liệu nó quá là mềm và ở trong nó còn lót đệm như các tình yêu luôn. Nên các tình yêu đi mùa này thì khỏi phải bàn, không phải sợ đau chân một chút nào nha các tình yêu nhá. Da thì quá là mềm và đây là một chất liệu cao su. Đấy là cả chất liệu cao su cao cấp nên mình đi thoải mái, không sợ một chân trần một chút nào đâu ạ. Cao 7 phân nha các tình yêu nhá. D330 cao 7 phân và da của em nó thì quá là mềm mịn luôn đi các tình yêu nhá. Cao 7 phân D330 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Màu đen thì rất là basic rồi, màu đen rất là dễ phối đồ nên các tình yêu nào ấy mà thích phối đồ dễ phối đồ ấy thì mình lấy màu đen giúp em nhá. Mình lấy màu đen giúp em này. Màu đen, màu đỏ và màu bò này các tình yêu nhá. Nó vẫn không trả lời cho mình nhỉ. D330 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại giúp em được săn sale ngay tại lúc này với giá là 275.000. Khi mà em tắt livestream thì các tình yêu lại mua với giá là 340.000 giúp em nhá. 340.000 này. Comment nghe giúp em là D330 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. 3 màu này em chỉ sale đúng 20 suất thôi. Nhưng các tình yêu nào nhanh tay được, chậm tay thì thôi. Chất liệu của em nó thì khỏi phải bàn nha các tình yêu nhá. Nếu mà tình yêu nào mà nhận em này rồi mà thấy chất liệu không ok, hoặc là mình đi bị đau chân ý, thì quay lại livestream mày nói em. Thì quay lại livestream mày nói em thì em xin nhận lỗi. Em xin nhận lỗi nếu mà cái đôi này mà không mềm. Còn em cam kết với các tình yêu là đôi này quá là mềm luôn, ở trong một lót đệm nữa các tình yêu nhá. Cao 7 phân mình đi quá là thích luôn các tình yêu ạ. D330 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại giúp em để được săn em này với giá là 275.000 này.
màu đen thì rất là basic rồi, nên các tình yêu nào mà dễ phối đồ thì mình lấy màu đen cho em. Màu đỏ thì đi rất là nổi chân và màu bò thì nhìn cực kỳ là sang luôn các tình yêu ạ. Màu bò lên hẳn tông luôn đấy các tình yêu ạ. Và bây giờ xin phép được chốt MD330 cao 7 phân gót nhọn này nhá. Ok chị Bảo Xuyến Trần 275.000 này, ok chị Thủy Lê 275.000, ok chị Ngọc Vũ 275.000 này, ok chị Ốc Thu Hương 275.000, ok chị Phương Thảo Vũ 275.000 này, ok chị Ngọc Tuyết 275.000, ok chị Nguyễn Phượng 275.000. Em còn khoảng tầm 15 suất nữa được mua với giá 275.000 nhá các tình yêu nhá. Nên các tình yêu nhanh tay comment và chia sẻ ngay cái livestream ấy giúp em. Tình yêu nào mà muốn hỏi về phí ship thì các tình yêu inbox ngay vào fanpage, các bạn sẽ tư vấn cho mình nhá các tình yêu nhá. D330 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em này. Màu đen cho em D330, màu đỏ cho em D330 và màu bò cho em D330. Và sale trực tiếp trong livestream này thôi nhá các tình yêu nhá. Số lượng thì có hạn và thời gian livestream không còn nhiều. Mỗi mẫu em chỉ lên vài phút thôi nên các tình yêu nhanh tay chốt thì được, chậm tay thì mình lại mua về giá gốc giúp em nhá. D330 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em. Giày của Shopee rất êm, chất lại đẹp. Em cảm ơn chị Đỗ Tình rất là nhiều chị đã vào đây feedback cho em rồi. Và em biết là cái chất liệu của bên Misu rất là ok. Chị Lê Đoan để lại cho em số điện thoại. Phí ship thì tầm ship thì chỉ dao động tầm 2 đến 3 ngày nhé các tình yêu nhé. Hôm nay em không lên slip on, em tí em sẽ lên một mẫu mã bề thì là yêu MB317 nhé các tình yêu nhé. Vừa nãy em thấy mấy chị hỏi B317 rồi nên em tí nữa em sẽ lên B317 cho mình luôn. Và bây giờ bắt đầu chốt đơn cho mình tiếp này. Ok chị Tống Mai 275.000 này. Ok chị Đỗ Hoa 275.000. Chị Thảo Thụy để lại cho em xin số điện thoại nhá. D330 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại cho em. Da mịn mượt như da bé này, quá là mềm luôn các tình yêu ạ. Ở trong một lót đệm nhá các tình yêu nên đi rất là êm. Từng đường kim mũi chỉ may cực kỳ là cẩn thận nhé các tình yêu, yên tâm với em này. Cửa hàng của em có 5 cơ sở tại Hà Nội nhé các tình yêu nhé. Các tình yêu vào fanpage để xem địa chỉ giúp em. Và mình gần cơ sở nào thì mình đến cơ sở đấy đó lấy được không ạ? Các tình yêu cứ đặt ở trong livestream này và khi mình ra cơ sở của em, mình đọc số điện thoại của mình lên thì mình sẽ được mua trong livestream. Nhưng mà nếu mà các tình yêu không comment ở trong livestream này thì các tình yêu ra cửa hàng lại mua được giá gốc giúp em nhé. D330 kèm màu kèm size và số điện thoại giúp em này. Da quá là mềm mịn luôn các tình yêu nhá. Ok chị Nguyễn Thị Phương Thanh 275.000 này. Em còn 10 suất nữa được mua với giá là 275.000 nhá các tình yêu nhá. 275.000 cho em da mềm mịn như da em bé này các tình yêu này. Các tình yêu nhìn thấy không ạ? Da quá là mềm mịn luôn. Ok chị Hà Bình 275.000 này. Em còn 9 suất nữa được mua với giá 275.000 nhá các tình yêu nhá. Rồi thì nhanh tay quất ngay em này về đi các tình yêu ạ. Nếu mà chậm chân một chút thì mình lại mua về giá gốc của em. Em thấy chị Huyền Đinh nhá. Ok chị Lê Loan 275.000. Ok chị Lan Anh Vũ 275.000 này. Cao 7 phân nhá các tình yêu nhá. Có 3 màu này. 3 màu, màu bò, màu đen và màu đỏ cho mình này. Màu đen thì quá là basic rồi, mình rất là dễ phối đồ nên các tình yêu nào chị thích dễ phối đồ thì lấy màu đen giúp em. Màu bò lên cực kỳ là sáng chân. Màu bò lên quá là sáng chân luôn và màu đỏ thì nổi bật dã man luôn các tình yêu ạ. Ok chị Thảo Thịnh 275.000, ok chị Kim Suna 275.000 nhá. Em còn 5 suất nữa được mua với giá 275.000 nên các tình yêu nhanh tay comment giúp em đi ạ. Chất liệu của em nó là da mịn thì các tình yêu nhìn này. Mày mềm lắm ấy các tình yêu nhìn này. Mềm dã man luôn, da mịn mềm dã man và bên Misu chỉ có bên Misu mới có cái chất liệu này thôi ạ. 275.000 nhá các tình yêu nhá. Comment giúp em là D330 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em để được mua em này với giá là 275.000 nhá các tình yêu nhá. 275.000 em này nhá các tình yêu. 3 màu là màu đen, màu đỏ và màu bò, em đủ size cho các tình yêu từ 35 đến 38 luôn. Màu đen này các tình yêu. Màu đen quá là basic luôn. D330 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Ok chị Hà Bình 275.000. Ok chị Hoàng Trâm 275.000. Em chuẩn bị số mẫu này nha các tình yêu. Các tình yêu nhanh tay chốt giúp em đi ạ. Khi mà em số mẫu này thì các tình yêu lại không mua được với giá là 275.000 đâu nha các tình yêu nha.
275.000 cho em D330 này nhá các tình yêu, cao 7 phân này, xinh lắm mà chất liệu thì quá là mình rất ok. Mình mới nhận hàng rồi, da mềm mịn rất ok. Em cảm ơn chị Đào Lê Thị rất là nhiều, feedback quá là đáng yêu luôn. Ai đi giày của bên Min thì cũng phải feedback là nó quá là êm. Thứ nhất là nó quá là êm và thứ hai nó quá là mềm. Và các tình yêu ạ, chất liệu da mịn này mua ở ngoài không dưới 380 nhé các tình yêu nhá. Em chất liệu da mịn này mua ở ngoài không dưới 380, và trong livestream này em sale chỉ còn 275.000 thôi các tình yêu ạ. Nên hôm nay các tình yêu nào mà đang ở trong livestream này thì mình phải quất ngay cái em này để được mua về giá sốc nhé các tình yêu nhá. Ok chị Hằng Ngọc 275.000 này, ok chị Mùi Yến 275.000. Em chuẩn bị xuống mẫu nhá các tình yêu nhá. Nên các tình yêu nào ưng rồi thì quất ngay em nó đi, không thì lại tiếc tức ruột các tình yêu ạ. Màu đen này cho em D330 này, màu đỏ cho em D330 và màu bò cho em D330 này các tình yêu nhá. D330 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em để được chốt với giá là 275.000 ngay tại trong livestream này. Các tình yêu mà mua em này chất liệu da mịn như em này ở ngoài không dưới là 380.000 đâu các tình yêu ạ. Không dưới 380.000 đâu. Giày của shop rất ok. Giày của shop rất ok, mọi người cứ tin tưởng mà mua. Mình cũng là khách hàng mua qua mạng của shop rồi, DM chân dài đẹp và chắc chắn. Em cảm ơn chị Đỗ Tình rất là nhiều, feedback rất là đáng yêu. Ok, bây giờ em bắt đầu lên đơn tiếp cho chị Bích Ngọc với giá là 275.000 này, chị Anh Tuyết Phan 275.000, chị Bùi Yến 275.000. Shop của em có 5 cơ sở tại Hà Nội nhé các tình yêu nhá. Các tình yêu vào fanpage để xem địa chỉ giúp em, và mình ở đâu thì đến cơ sở đó giúp em nhá. Cao 7 phân nhé các tình yêu. Da mịn, da mềm mịn và chất lượng cao cấp. Da mẹ em đều là da nhập khẩu nhé các tình yêu nhá. Da nhập khẩu nên mình yên tâm về chất lượng này. Và nó quá là mềm luôn các tình yêu ạ. Có màu đen này, màu đen basic, màu đen này, màu đen basic này, và màu đỏ, màu bò nhé các tình yêu nhá. Quá là mềm luôn đó các tình yêu ạ. Giày ở trong nó còn lót đệm cho mình nữa, nên mình đi rất là yên tâm với em là nó đi em này nó rất là êm các tình yêu nhá. D330 kèm màu kèm size kèm số điện thoại giúp em. 275.000 cho em D330 này nha các tình yêu nhá. Tầm 1 phút nữa thì em sẽ xuống em D330 này, nhưng các tình yêu nhanh tay và chốt ngay giúp em đi các tình yêu nhá. Bây giờ thì em chuẩn bị lên một mẫu mã bệt là B317 nha các tình yêu. Có tình yêu nào hóng em B317 này không ạ? Có tình yêu nào hóng em B317 không các tình yêu? Các tình yêu đang ở trong livestream này đừng quên chia sẻ cái livestream để giúp em nhá. Nếu mà mình không chia sẻ thì mình sẽ không được mua với giá sale ở trong livestream mình đâu các tình yêu ạ. Chị Diệp Vũ để lại cho em xin số điện thoại nhá. D330 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Màu đen cực kỳ là basic và dễ đi nên các tình yêu cứ lấy màu đen cho em để mình kết hợp dễ nhá các tình yêu nhá. Màu đỏ dành cho các tình yêu nào mà thích nổi bật thì mình đi màu đỏ cho em. Mà bò lên thì là sáng chân. Ok chị Ngân Ngân chuẩn bị, đợi em một chút nhé. Em chuẩn bị lên mẫu B317 cho chị đây ạ. Ok chị Collagen Yến Tươi 275.000 cho em da mịn mượt như em bé này các tình yêu nhá. Ở trong lót đệm nên các tình yêu đi yên tâm với em. Và mùa đông rồi các tình yêu không sợ bị bong chóc hay là cái gì cả. Vì mình đi giày nhiều mình sợ bong chóc chân đúng không tình yêu. Nhưng mà em này thì quá là em luôn nên các tình yêu yên tâm với em mà đi thoải mái giúp em này. Ok chị Diệp Vũ 275.000, ok chị Quỳnh Thẩm Mỹ 275.000, ok chị Bích Phương 275.000 này, ok chị Tạ Yên Khôi 275.000 nhá. Đủ size cho mình từ 35 đến 38 nhá các tình yêu nhá. 35 đến 38 cho màu đen, 35 đến 38 cho màu đỏ và 35 đến 38 cho màu bò. Comment ngay giúp em đây, tầm 30 giây đếm ngược nữa thì em sẽ lên một mẫu mã bệt nhá các tình yêu nhá. Nên nhanh tay comment và chốt ngay trong livestream mình giúp em đi ạ. D330 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Tình yêu nào mà ở gần 5 cơ sở của em thì mình có thể đặt trong livestream này và mình ra tại cửa hàng mình thử giúp em cũng được. Em thấy chị Thảo, Phương Thảo Ori nhá. Và tình yêu ra tại cửa hàng thử giúp em cũng được. Và điều quan trọng nhất là mình phải để lại số điện thoại trong livestream này. Và khi mà các tình yêu ra cửa hàng mà các tình yêu không để lại số điện thoại trong livestream ấy thì các tình yêu lại mua với giá là 340.000 giúp em. Trời ơi. D330
không kèm màu kèm sao làm số điện thoại giúp em. Bây giờ thì em lại lên mẫu bệt B317 cho tình yêu đây, quá nhiều tình yêu mong đợi rồi. Các tình yêu nào vào sau mà ưng cái em bệt em xin lỗi em giày cao gót 7 phân mà mềm như thế này thì tình yêu comment giúp em là D330 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em nhé, để mình được mua về giá sốc nha các tình yêu nhá. Ok chị Thơ Phạm Thị 275.000 này. Ok chị Thanh Quý 275.000. D330 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em ngay bây giờ này. Em xuống cái mẫu D330 này nhá các tình yêu nhá. Em chỉ có từ 35 đến 38 thôi các tình yêu ạ. Hiện tại thì em lại hết 39 mất rồi. Nhưng quá là tiếc luôn. Nhưng mà em này đi mềm lắm các tình yêu nhá. Mềm lắm mà các tình yêu nhận hàng nhớ là quay lại đây feedback cho em nhá. Quay lại feedback cho bên Misu giúp em nhá. Bây giờ thì em xuống cái mẫu D330 này nhá các tình yêu nhá. Em lên một mã bệt này. Lên một mã bệt cực kỳ là yêu và xinh cho các tình yêu. Màu đồng này, màu chì này và màu đen cho các tình yêu luôn. Màu kem, xin lỗi màu kem. Các tình yêu đừng quên chia sẻ và tag ngay bạn bè vào trong livestream này để mua hàng, săn hàng với cùng Misu với giá sốc nha các tình yêu nhé. Đây như là bên Misu livestream như kiểu một hình thức để bên Misu tri ân khách hàng. Nên khi mà các tình yêu nào mà được mua trong livestream là mình được mua về giá xỉ luôn đấy các tình yêu ạ. Đó là một cách để bên Misu tri ân khách hàng các tình yêu nhé. Và bây giờ em xin giới thiệu cái mã bệt là B317 này nhá các tình yêu nhá. B317 này đi êm lắm các tình yêu ạ. Và đây là một em bệt nhưng mình cao lên tầm được 2 phân, không phải bệt hẳn đâu, không phải bệt hẳn đâu các tình yêu nhá. Bệt này mình có thể cao lên tầm 2 phân. Và em này là em B317 có 3 màu nha các tình yêu nhá. 3 màu là màu chì này, màu đồng và màu kem đúng không ạ? Màu kem, màu chì và màu đồng rất là xinh luôn. Em này thì em có đến tận size 40 cho mình cơ. Nên chị nào mà chân bự một chút thì vào đây với đội của em và quất ngay cái em B317 này về nha. Các tình yêu nhìn rõ giúp em này. Em B317 này nó bên Misu thiết kế cho mình có hình trái tim lồng vào nhau ở trên mặt này. Và chất liệu của em nó là da mịn nha các tình yêu nhá. Chất liệu da mịn nên mình đi thoải mái cho em. Em này mình đi mình cao được tầm hơn 2 phân. Nên mình đi thoải mái. Mình đi thoải mái cho em mệt mà mềm nữa. Mềm này rất là mềm. Và màu hiện tại em đang cầm là màu đồng nhá các tình yêu nhá. Màu em đang cầm là màu đồng. Lên cực kỳ là sang và sáng chân luôn. Màu đồng quá là sáng chân. Và mình lên chân thì sang lắm đấy các tình yêu. Sang lại còn nổi bật lên hẳn tông ấy các tình yêu ạ. Bật hẳn tông cho mình luôn, bật hẳn tông chân cho mình luôn. Em này là B317 nhé các tình yêu nhá. B317 này em sale đúng 10 suất thôi. 10 suất cho tình yêu nào nhanh tay comment và chia sẻ cái livestream giúp em. Và comment đủ cú pháp và không thiếu số điện thoại. Giày cao gót màu trắng không? Em không có giày cao gót màu trắng đâu ạ. Em không có C46 màu trắng đâu nhá các tình yêu nhá. Màu trắng size màu trắng thì em có những cái mẫu mã khác. Nhưng các tình yêu nào mà thích màu trắng ấy, thì inbox hoặc fanpage các bạn sẽ tư vấn và tư vấn cho mình nhá. Đây là em B317 này các tình yêu. B317 màu đồng, màu kem và màu chì. Đi quá là mềm luôn. Và hôm nay chị sale, chị em đã thấy chị Ngân Ngân comment rồi. Có nghĩa là chị Ngân chỉ đợi livestream của bên Misu để mình săn hàng đúng không các tình yêu. B317 có 3 màu này, em xin nhắc lại. Màu chì, màu đồng và màu kem nhá các tình yêu nhá. Đủ size từ 35 đến 30. Đến 40 cơ. Và em này em sale trực tiếp trong livestream này từ giá tại cửa hàng là 340.000 và em sale chỉ còn 289.000 thôi các tình yêu ạ. 10 đôi thôi nhá các tình yêu nhá. Em chỉ chốt đúng 10 đôi thôi nên tình yêu nào nhanh tay mình được chậm tay thì lại mua với giá là 340.000 giúp em nhá. 289.000 chỉ cho chị nào nhanh tay comment và chia sẻ cái livestream mình giúp em thôi. Comment ngay giúp em là B317 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Có đủ size cho mình từ 35 đến 40 nha các tình yêu nhá. Hai trái tim lồng vào nhau đi cực kỳ là xinh. Một thiết kế của Misu đi quá là êm luôn các tình yêu ạ. Quá là êm luôn, yên tâm với em về chất lượng của Misu. Nhiều chị đã feedback bên em là đi quá là êm và chất lượng ok nhá các tình yêu nhá. Và giá cả của bên em thì quá là mềm luôn rồi. Và chất liệu da như này thì ở bên ngoài các chị không bán dưới 380. Nhưng mà trong Misu chỉ bán với giá 340.000 thôi. Và duy nhất trong livestream này em sale cho các tình yêu với giá là 289.000 nha các tình yêu nhá.
Và bây giờ em xin bắt đầu chốt đơn em B317 này các tình yêu nhá. B317 này sale sốc luôn các tình yêu ạ. Các tình yêu nào mà không màu mà không săn được em này thì quá là tiếc luôn. Bệt B317 mình đi mình có thể cao được tầm 2 phân này. Ở trên này còn có hình trái tim lồng vào nhau. Và đế cao su này các tình yêu nhìn này, đế cao su cao cấp đi chống chân trượt mình đi thoải mái cho em. B317 kèm màu kèm size và số điện thoại cho em. Các chị nào chân tấm đi 35 cũng có thể đi được này. Và chị 40 cũng có thể đi được luôn. Chị 40 có thể đi được luôn. Vì em này em đủ size cho mình từ 35 đến 40 cơ. Chị nhận hàng rồi em đi sướng lắm. Em cảm ơn chị Loan Trần rất là nhiều. Rất là nhiều feedback đáng yêu. Lần nào livestream thì em cũng nhận được rất là nhiều feedback phản hồi. Quá là đáng yêu luôn. Và bên Misu chất lượng là hàng đầu đúng không các chị yêu. Ok chị Ngân Nhân 289.000 này. Ok chị Bảy Nguyễn Thị 289.000. Ok chị Lan Phạm 289.000. Em chuẩn bị xuống livestream nhé các tình yêu nhá. Nên mẫu bệt này là mẫu cuối cùng của bên em livestream. Nên các tình yêu nào mà ưng mẫu bệt thì comment ngay giúp em để mình mua về giá sốc nhé các tình yêu nhá. Bệt này các tình yêu, bệt màu chì này, bệt màu đồng này và bệt màu kem. B317 kèm màu, kèm size, kèm số điện thoại giúp em để được mua về giá sốc nhé các tình yêu nhá. Tình yêu nào mà đi nhiều cửa hàng này hoặc là đi chọn nhiều mẫu mà nó không có size 40 ấy, thì lấy ngay em này về vì nó đi rất là êm, mềm mà nó lại còn có size 40 nhé các tình yêu nhá. Hôm nay em không like giày thể thao ạ. Ok chị Phạm Liên 289.000. 289.000 em xin nhắc lại chỉ có duy nhất trong livestream này thôi ạ. Và khi mà em tắt livestream thì các tình yêu lại mua với giá là 340.000 giúp em nhé các tình yêu nhá. Và các tình yêu ạ, không sợ đụng hàng một chút nào luôn. Đây là một thiết kế của Minh Su nên mình đi thoải mái không sợ đụng hàng đâu nha các tình yêu nhá. Hàng đẹp lắm. Ok chị Kỳ Nguyễn em cảm ơn chị rất là nhiều feedback đáng yêu. 7 phân em vừa lên mẫu rồi ạ. Em 7 phân là D330 chất liệu da mịn đi rất là mềm nhá các tình yêu nhá. Em D330 em vừa xuống mẫu rồi. D317 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em này. B317 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Em vừa like ví cho các tình yêu rồi. Em này cao 2 phân nhá các tình yêu nhá. Bệt nhưng mà mình cao 2 phân các tình yêu ạ. Đi là rất là êm, chất liệu rất là êm. Và ở trước này nó còn lồng hình trái tim cho mình này. Đó, các lồng hình trái tim cho mình. Và màu đồng thì lên cực kỳ là sang chân luôn các tình yêu ạ. Màu đồng lên quá là sang chân luôn. Lên hẳn bật tông cho mình ý luôn các tình yêu ạ. Shop của em hiện tại có 5 cơ sở ở Hà Nội nhé các tình yêu nhé. Màu đồng lên quá là sang luôn. Màu đồng lên cực kỳ là sang và sáng chân luôn. Để em lên, để em thử vào tay cho các tình yêu nhìn này. Màu đồng quá là sang luôn các tình yêu nhé. Đó, hai hình trái tim lồng vào nhau và không có một ở không ở đâu có cái thiết kế đặc biệt như ở Minisu đâu các tình yêu ạ. Và bên em thì khâu được đường từng đường kim mũi chỉ bên em may rất là cẩn thận cho các tình yêu. Đó, từ đường kim may rất là cẩn thận cho các tình yêu nhìn rõ không ạ? Các tình yêu có nhìn rõ không ạ? Màu đồng mới lên cực kỳ là sáng chân. Các tình yêu cứ tin em đi, mình lấy màu đồng rất là xinh luôn các tình yêu nhá. Em xe 46 màu hồng ạ, chị Quách Bảo Yến chị để lại cho em xin số điện thoại nhá. Em xe 46 màu hồng em xe còn 359.000 ạ. Đấy là một em hàng cao cấp. Đây nha các tình yêu nhá. B317 kèm màu kèm size và số điện thoại giúp em được chốt cái em bệt này với giá là 289.000. Tìm một chị B317 xong còn màu đen không? Hôm nay em không like B310 ạ. Em chuẩn bị xuống livestream nên các tình yêu nhanh tay chốt cho em đi ạ. Màu đen em còn 35, 39 và 40 nhá chị Lệ Nguyễn nhá. Ok chị Quách Bảo Yến nhá. Đôi của chị là C46 hàng cao cấp được hôm nay sale còn 359.000 nhá chị nhá. Đây ạ, em B317 để sale còn 289.000 đấy các tình yêu nhá. Em đếm ngược tầm 1 phút nữa thì em sẽ xuống livestream. Nhưng các tình yêu nào mà ưng thì comment ngay giúp em nhá. Khi mà em tắt livestream thì các tình yêu lại mua với giá là 340.000 giúp em. Ok chị Bích Phương 289.000. B317 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại giúp em để được mua với giá sốc nhá các tình yêu nhá. B317 kèm màu kèm size và kèm số điện thoại cho em ngay bây giờ. Một thiết kế quá là sang chảnh luôn các tình yêu này. Các tình yêu có nhìn thấy logo của Misu không ạ?
289.000 nhá các tình yêu nhá. 289.000 này. 40 cho em xem đi chị. 40 thì hiện tại em lại không mang size ra đây để livestream rồi. Chị mà nhận hàng thì chị sẽ biết cái size của nó là chuẩn form, nên mình đi 40 thì mình lấy 40 cho em nhá. Các em B317 này là chuẩn size, chuẩn form, nên mình đi đa size nào thì mình lấy size đấy giúp em. Mà nó có 40 thì các tình yêu phải biết là form của nó chuẩn như nào. Ok chị Nguyễn Phượng 289.000. Ok chị Thảo Nguyễn 289.000. Em còn tầm 30 giây nữa thì em sẽ xuống livestream nhá các tình yêu nhá. Nhanh tay comment và chốt đơn luôn đi các tình yêu ạ. Màu đồng này các tình yêu lên cực kỳ là sang và sáng chân luôn. MB317 màu đồng này quá là sang và sáng luôn. Lên thì phải bật thẳng tông chân luôn cho mình ý. Đó các tình yêu nhìn thấy không ạ? Lên thì bật thẳng tông chân luôn cho mình này. Em có màu đen nhá. Màu đen thì em còn 35, 38 và 39. À 35, 39 và 40 các tình yêu ạ. Em chuẩn bị xuống livestream nha các tình yêu nha. Các tình yêu nhanh tay comment giúp em đi ạ. B317 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Chị Lệ Nguyễn để lại cho em xin số điện thoại nhá. Mình thiếu số điện thoại rồi ạ. Nhân viên bên em sẽ không biết chốt đơn cho mình kiểu gì đâu ạ. B317 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em ngay bây giờ. Đây là giày bệt nha các tình yêu, nhưng mà giày bệt này cao 2cm cơ, nên mình đi thoải mái nhá tình yêu nhá. Giày bệt cao 2cm cho mình nhá. B317 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em. Chị Lệ Nguyễn để lại cho em xin số điện thoại ạ. B317 kèm màu, kèm size và kèm số điện thoại giúp em nhá. Được chốt em bệt này quá là sang chảnh luôn. Có 3 màu, em xin nhắc lại 3 màu, màu chì, màu kem và màu đồng. Tầm 30 giây nữa thì em sẽ xuống livestream. Ok chị Lệ Nguyễn 289.000. Tầm 30 giây nữa thì em sẽ xuống livestream nhé các tình yêu. Siết tỉnh thì các tình yêu inbox vào fanpage thì các bạn nhân viên sẽ tư vấn cho mình nhé. Ok em chốt nốt đơn cho chị Bích Phương với giá là 289.000 này. Và em xin chúc mừng các chị yêu mà đã săn được sale với giá sốc trong cái livestream này nhé các tình yêu nhé. Và em xin hẹn gặp lại các tình yêu vào buổi livestream tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.